Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Tình cha mát như dần thái dương, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Tình cha mát như dần thái dương, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Một giờ sáng đang lên như bao người đang say giấc á, mẹ vẫn ngồi đang lên bên ngọn đèn vàng, lại lắc các bao ký ức đang xen trong đôi mẹ làm cay mắt á. Sao cuộc đời đối xử với mẹ ngày càng gay gắt á, chợt chuyển dạng một cách bất ngờ, bởi vì không ai bên cạnh làm sao giờ, nên phải gọi 115 ngay bây giờ. Mẹ ta ký giấy cam kết trong phòng chờ, mẹ chỉ kịp nắm chặt tay cô y tá, một giọt nước mắt nhảy lan trên má, ý thức dần tắt, xung quanh chỉ còn thấy màu xanh lá. Khẽ nhắm đôi mắt, mỉm cười thật lâu, mẹ hít thật sâu, hàng trăm suy nghĩ trong đầu, những điều hằng đêm mẹ vẫn mong cầu, cho dù mà hạnh phúc sang giàu hay sống dưới gầm cầu, nhà lầu xa hơi mẹ cũng không cần đâu. Vàng bạc châu báu luôn là gấm vóc, cũng không thể bằng mẹ con sống gần nhau. Mười tám tuổi bước ra khỏi cửa nhà và lập nghiệp, đôi vai trẻ xước làm nên tất cả đó sập tiệm. Hai mùa mưa nắng, lúc nắng lúc mưa, lúc mưa lúc nắng á. Bên bàn tay trắng lúc thắng lúc thua, lúc thua lúc thắng, bùi vào cái bán nó sẽ nghiệp. Bao nhiêu khổ cực cũng cam chịu, bao nhiêu hậm hực cũng cam chịu, bao nhiêu bực tức cũng cam chịu, nhiều lúc bất lực vẫn cam chịu, bao nhiêu hủ tục và năm tuổi nhục chân yếu tay mê vẫn cam chịu. Thì hài hút lục đà lục đô một thân một mình vẫn cam chịu, cân đo đồng đếm từng đồng từng cắt để dành để giùm tháng năm triệu. Buông ở buông ở tuổi ở tuổi ở lùi ở thà lùi ở thui ở thân cò lặng ở lội ráng mà tự chịu. 24 tuổi ước gì ba đã sống thêm dù chỉ một buổi để được gặp ba lần cuối trước khi ba về nơi chính suối. Ba từng căn dặn nó không được cúi đầu, nhiều lần ân hận căm giận bản thân sao thật cứng đầu. Nỗi buồn ngày càng trầm trầm chất chất á, sắp bước sang tay một đứa lòng bồng bất chấp, tự như nỗi buồn nhà bất tận, người đó xuất hiện nó tiếp cận, ông cần tiếp nhận chấp nhận thân phận nên yêu hạnh phúc thật cẩn thận. Hai vạch lựa chọn từ bỏ hay giữ lại, nó có một trong hai cách làm mẹ đơn thân, không biết là sau này liệu có ai trách. Đứa bé lớn lên không có cha mẹ chiều nó sai cách, và có nhiều lúc tinh thần đã rất suy sụp, cố tập làm quen với tất cả các định kiến, tự hỏi tại sao cuộc đời cứ thích quy chụp, khó khăn cứ thế càng ngày càng tinh tiến no, tự lo vất vả mua còn chồng 9 tháng chỉ còn có 10 ngày. Nhưng mà từ bỏ tất cả nhu cầu không chính đáng thì bọn họ cười mày. Lời đồn thất thiệt làm cho mất việc rồi thất nghiệp, cuộc đời chết tiệt nhưng vẫn quyết liệt và bất diệt, chọn một cuộc sống luôn luôn tất tả và vất vả, vì không hề muốn cuối cùng tất cả đều mất cả. No, tất cả đều mất cả. Nằm trong bệnh viện chắp tay cầu nguyện, nó đã sẵn sàng và nó hứa sẽ vững vàng, chỉ mong mọi chuyện sẽ được toại nguyện. Mẹ đã sẵn sàng và mẹ hứa sẽ vững vàng. Còn cất tiếng khóc cho đời mẹ vỡ vào trong nước mắt, mới đó mà đã làm mẹ nhanh như một cái chớp mắt. 9 tháng 10 ngày nuôi dưỡng cho khoảnh khắc thiêng liêng nhất, cảm ơn tinh thần vì đã cho mẹ thực hiện thiên chức. Cô thề là Đặng Thiên Minh, mẹ luôn dạy con là phải cố gắng kiên định, vì con có mặt trên cuộc đời này là do thiên định đạo diễn đời mình mà không còn đến biên kịch. Bình chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung và các phần quà của Rap Việt. Một giải đặc biệt gồm một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. 5 giải thưởng hàng tuần, mỗi giải gồm một áo thun và một phụ kiện đến từ Rap Việt. Hãy bình chọn bằng cách tải ứng dụng Vion. Bổng bình chọn được mở vào 22:30 thứ bảy hàng tuần. Hãy tham gia ngay. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.